or treat cho kẹo hay bị kẹo. Đi chơi Halloween cùng Hype Pop Music nha cả nhà. Và chung không khí ghê rợn ngày hôm nay, Hype Pop Music sẽ giới thiệu cho các bạn một vài sản phẩm siêu phù hợp. Đỗ Phúc Thịnh đã có một màn trình diễn xuất sắc ở Asian Music Festival tại Busan, Hàn Quốc. Nhưng fan của anh Nu chắc chắn không thể quên bài hát siêu hay Lặng Im do anh thể hiện cho phim Mặt Nạ Máu. Cùng playlist còn có những tuyệt phẩm kinh dị như phim Ca Nhạc Ma, Kiếp Sau Vẫn Mãi Yêu Em và phim Ma Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi. Đây là món quà đặc biệt của Pop Music dành cho các khán giả không yêu bóng vía trong dịp Halloween này. Các bạn nhớ tắt điện, chùm mền khi xem cho đỡ lạnh nhé. Ngoài những video lạnh gáy vừa rồi, Pop Music cũng không quên những khán giả yêu thích bolero của mình. Nhanh chóng chuẩn bị một playlist của ca sĩ Như Quỳnh. Pop Music mong muốn gửi một chút ngọt ngào và ấm áp đến cho những bạn sợ ma trên khắp mọi miền Tổ quốc. Dáng có chút thay đổi nhưng giọng hát thì vẫn giữ được phong độ như những ngày đầu tại trung tâm Thúy Nga. Quang Lê làm các fan của anh siêu đổ trước siêu phẩm live show Hát Trên Quê Hương 3. Phần 1 của live show đã được đăng tải trên kênh Pop Music theo đường link bên dưới. Các bạn nhớ subscribe kênh để biết ngay khi phần 2 của show được upload nhé. Cặp đôi vàng của Hollywood, Brad Pitt và Angelina Jolie chuẩn bị bắt tay nhau ra tòa ly hôn. Liệu sự tan vỡ đáng buồn này có tác động đến việc hàng loạt MV mới của các sao Việt cũng đề cập tới chủ đề chia tay? Hay Pop Music không cho đó là một sự trùng hợp? Còn các bạn thì sao? Đầu tiên phải nói tới màn cầm dao dọa khỉ của ca sĩ Thu Minh. Cuối MV Goodbye, chị đã ra đi với đôi tay đẫm máu, bỏ lại sau lưng đôi gian phu dâm phụ và căn nhà sang trọng mà không hề nuối tiếc. Là chị tự cắt tay mình vì không nỡ chém người từng yêu hay là chị lỡ trượt dao trong cơn hờn ghen tột độ? Châu Châu Như Quỳnh cũng không kém phần long trọng khi tạt gáo nước lạnh vào kế hoạch bỉ ổi của người yêu cũ và gã đàn ông bán thân vì tiền trong MV Chia Tay. Điều quan trọng là cô có tìm lại được tình yêu và sự tin tưởng trong tương lai hay không? Chỉ biết rằng niềm tin đã hết, chỉ biết rằng mộng mơ đã chết. Một mối tình khốn khổ khác là giữa Hàn Thái Tú và Võ Kiều Vân trong bài Sao Thương Là Đau. Sao em không tin anh thêm một lần nữa? Vì niềm tin em dành cho anh đã không còn. Nếu em yêu anh nhiều hơn, em sẽ cố đơn hơn bây giờ. Sau bao nhiêu lần anh làm em khóc. Sau 3 bài hát làm tan nát cõi lòng, ông Hoàng Thất Tình Khắc Việt và anh chàng giang hồ hiền lành Vũ Duy Khánh đã sửa ấm con tim người nghe với bài hát Vì Hạnh Phúc Của Em. Tuy nhiên, Hype Pop Music có một thắc mắc là hai anh ý cứ nhường qua nhường lại như chuyền bóng mà không hề hỏi ý kiến của chị ý là sao? Chẳng ai muốn là phải sẻ chia. Tìm về nơi đâu và anh mất. Một bản cover từ Hạnh Sino và Hà Lê, We Don't Talk Anymore, được đăng tải trên kênh YouTube của Tuấn Hưng đã mang lại nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng người yêu thích bài hát gốc. Nhưng chúng ta cũng nên đồng ý rằng bản cover này không cần mắt sắp tới 5 bài mà nghe vẫn ổn ha. Hãy để em được quên. Mở đầu với trào lưu chia tay nhưng Hype Pop Music sẽ gửi đến các bạn một happy ending cho phần kết của chuyên mục điểm lại bài hát hay trong tháng. Mời mọi người cùng lắng nghe bài nhạc chế tên 50 cặp vợ chồng nghệ sĩ Việt của Hồ Minh Tài. Bài hát thì siêu dễ thương và MV thì có quá trời sự xuất hiện của các cặp đôi nghệ sĩ đang hạnh phúc bên nhau. Chị vẫn ăn em bên thân được nắm tay Phương Dung anh dũng mặn mà Diễm Phương Quang Huy luôn đậm tình. Mong chờ của fan hâm mộ, đầu tháng 10, ca sĩ xinh đẹp Hoàng Thùy Linh đã cho đăng tải lyric video dành cho Break the Rules, bài hát mà cô đã biểu diễn vô cùng thành công tại đêm chung kết Việt Nam Next Top Model vừa qua. Với
tựa đề gây hiểu lầm Ai đằng sau lưng em. Fan hâm mộ tưởng Trịnh Thăng Bình sẽ ra một single ma mị cho dịp Halloween năm nay. Nhưng không phải, bài hát thực ra lại đi cùng với trend chia tay của tháng 10. Giọng hát nội lực của Hương Tràm hòa quyện rất ổn với giọng ca ngọt ngào của Trịnh Thăng Bình cùng hai pop music chờ MV của bài này nhé. Và cuối cùng xin chúc mừng kênh Cao Hiếu Minh, một kênh thuộc mạng lưới Pops đã xuất sắc cán mốc 100.000 subscriber và giành được nút bạc của YouTube. Trước đó, Pops Network đã thành công trong việc hỗ trợ kênh YouTube của ca sĩ Tuấn Hưng và ca sĩ Trúc Nhân đạt thành tựu này. Hy vọng trong thời gian tới, hai Pop Music sẽ có thể tiếp tục mang đến tin vui này cho những giọng ca khác trong mạng lưới. Theo tin mật mà hai Pop Music có được, tháng 11 sẽ có rất nhiều MV và bài hát mới được phát hành, tính sơ sơ thôi nha. Bảo Anh Ngọt Ngào, Châu Khải Phong Sôi Động, Can Đương Kiều Anh với giọng ca cao vút, Mini Live Show của Ngọc Nữ, Bolero Tố Mi, Series See, Sing and Share của Hà Anh Tuấn và album Anh Em Và Ai của Trịnh Thăng Bình. Đừng quên subscribe kênh Pop Music để được ghét hai với hai Pop Music. Hẹn gặp lại trong tháng 11 nhé. Tạm biệt các bạn. Điều chẳng ai muốn là phải sẻ chia người mình yêu nhất cho một ai kia, mà anh vẫn làm vì em thôi.